Trong nhịp sống hối hả đầy bộn bề lo toan, mong muốn được sở hữu một ngôi nhà vườn đẹp đẽ, tiện nghi để nghỉ ngơi tận hưởng chính là mong muốn của rất nhiều chủ đầu tư. Và dưới đây chúng tôi xin giới thiệu công trình biệt thự vườn rộng 127m2 được các kiến trúc sư của VC Home thiết kế cho gia đình anh Nam tại Mê Linh, Hà Nội. Tọa lạc trên khuôn viên đất rộng 293m2 với kích thước chiều ngang mặt tiền là 12,3m, chiều sâu là 11,8m, mật độ xây dựng chiếm 43%, ngôi nhà hoàn toàn lộng lẫy và vô cùng hút mắt. Vị trí được đặt hướng nam là hướng đón gió rất tốt nên luôn đảm bảo độ lưu thông gió cho không gian sống của mọi người. Công trình được thiết kế theo phong cách bán tân cổ điển, nổi trội với thước cột tròn ở sảnh chính, tôn lên vẻ khỏe khoắn, sang trọng, độc đáo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sảnh chính rộng rãi, cao thoáng với hệ vòm khỏe khoắn cùng các phào chỉ chạy xuyên suốt, đặc trưng cho phong cách bán tân cổ điển. Bên cạnh đó, hình thức mái vòm cùng phào chỉ còn được thể hiện trên cổ mái, các cửa sổ, cửa chính xung quanh nhà tạo được sự đồng nhất nhưng không kém phần độc lạ. Việc bố trí phân tán các cửa sổ xung quanh nhà giúp lưu thông không khí cho không gian sinh hoạt bên trong của mọi người trong gia đình. Theo mong muốn của anh Nam, ngôi nhà mang hơi hướng tươi mát, nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự cá tính, nên việc sử dụng màu ngói xanh kết hợp màu trắng chủ đạo cộng thêm các điểm nhấn màu ghi của gạch ốp là hoàn toàn hợp lý. Toàn bộ phần đế công trình có cảm giác rất vững chãi bởi được ốp hoàn toàn bằng đá dối. Đồng thời, các kiến trúc sư đã bố trí khéo léo những bồn đất nhỏ trồng cây xanh trước nhà nên đảm bảo cho công trình nhà anh Nam luôn xanh mát và gần gũi với thiên nhiên. Khuôn viên đất rộng nên việc ưu tiên những khoảng xanh là rất cần thiết. Cùng với đó là nền sân lát gạch rộng rãi và chỗ để gara ô tô có mái che được linh động và thoáng mát. Còn bây giờ, chúng ta cùng khám phá mặt bằng công năng của công trình rộng 127m2 như thế nào. Công năng bên trong của công trình bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp và 3 phòng ngủ với 2 WC. Ngôi nhà được mở rộng bằng 2 lối sảnh với cốt sàn là hệ thống ngũ cấp cao giáo. Khi bước từ sảnh chính đi vào sẽ là khu vực đại sảnh rộng rãi. Phía bên trái của chúng ta là không gian phòng khách. Không gian phòng khách là nơi đầu tiên sẽ gây ấn tượng với mọi người, nên không thiếu được độ mở cũng như cách bố trí nội thất hợp lý. Các kiến trúc sư đã tư vấn cho anh Nam đặt ánh sáng cũng như hướng sofa như thế nào là thuận tiện nhất. Phía bên phải sẽ là không gian phòng ngủ, với một phòng ngủ master rộng 15m2, riêng nhà vệ sinh rộng đến 4m2, còn lại 2 phòng ngủ nhỏ rộng 13,5 và 14m2. Toàn bộ các phòng ngủ đều được bố trí hệ tủ âm và TV treo tường. Giải pháp này không chỉ tạo sự vuông vắn gọn gàng cho phòng ngủ, mà nó còn tiết kiệm được diện tích cho mỗi không gian. Hệ thống cửa sổ được bố trí hài hòa cho mỗi phòng, giúp việc lấy sáng và lưu thông không khí được thuận tiện. Điểm trung tâm của ngôi nhà chính là không gian phòng thờ, nhỏ nhắn nhưng không thiếu phần tôn nghiêm và ấm cúng. Anh Nam đã được các kiến trúc sư tư vấn về vị trí cũng như hướng của ban thờ hợp mệnh với gia chủ. Và cuối cùng là không gian phòng bếp. Không gian phòng bếp rộng 18,5m2 là nơi mọi người quây quần giao lưu trò chuyện. Vị trí cạnh bàn ăn là vách kính rất rộng, từ đó chúng ta có thể chiêm ngưỡng tiểu cảnh bên ngoài cùng tường nước độc đáo, luôn có cảm giác không gian nơi đây thật xanh mát và dễ chịu. Không gian bếp có thêm một lối ra sân ướt và một lối phụ nên việc chợ búa đi lại được bảo toàn riêng tư. Chúng ta vừa tham quan một vòng công trình nhà anh Nam do các kiến trúc sư của VC Home thiết kế. Mọi ý kiến đóng góp quý vị và các bạn có thể để dưới phần bình luận. Cần tư vấn quý vị hãy để lại số điện thoại hoặc liên hệ hotline để trên màn hình. Chúng tôi có thể hỗ trợ trực tiếp. Xin cảm ơn.